Sống và chết trong một hơi thở. Sadhguru. Chương 4. Cái bẫy của một giấc mơ. Phần 1. Một giấc mơ có sức ảnh hưởng lớn hơn cả thực tế đối với hầu hết mọi người. Dựa trên sự vững chắc của các lý thuyết khoa học và sự thật đã được chứng minh, một người cố gắng trải qua cuộc sống để tìm ra mọi thứ một cách hợp lý. Tuy nhiên, giữa cấu trúc hợp lý của cuộc sống, có thể sẽ có lúc người ta bắt đầu băn khoăn về những gì nằm ngoài vòng kiểm soát. Bản chất của cái bẫy là gì? Làm thế nào để nhận ra nó? Và làm thế nào để trở nên tự do? Từng bước một, Sadhguru nắm tay người tìm kiếm, soi sáng cái bẫy ngột ngạt và chỉ lối ra. Bất kỳ một hạt giống nào trên thế giới cũng có thể tìm thấy tiềm năng tối thượng của nó thông qua việc nuôi dưỡng đơn giản. Cây xoài nếu tìm được đất và dinh dưỡng thì sẽ thấy quả ngọt. Cây xoài không cần một guru để tạo ra vị ngọt. Khi điều này là như vậy, tại sao một con người dường như là tiềm năng cao nhất của mọi sự sống trên hành tinh này lại không thể tự mình đạt được bản chất tối thượng? Cái bẫy này là gì? Bản chất của cái bẫy này là gì? Tại sao cần sự giúp đỡ từ bên ngoài? Tại sao nó không thể là một công việc bên trong? Nó cũng giống như nếu bạn bị mắc kẹt trong một nhà tù. Nếu bạn bị cầm tù, nhà tù được tạo ra theo cách mà nó không cung cấp các công cụ để vượt ra ngoài. Mọi thứ có thể giúp bạn thoát ra đều đã bị lấy đi theo một cách nào đó. Nếu đó phải là một công việc từ bên trong, thì tất cả các tù nhân, hoặc ít nhất là một số lượng đáng kể các tù nhân, nên tập hợp lại và đẩy cổng hoặc bức tường hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng nếu một tù nhân cố gắng tự mình thoát ra, cơ hội để anh ta thoát ra khỏi nhà tù là rất thấp. Hầu hết các tù nhân bị kết án chung thân, mặc dù rất khao khát được ra ngoài, nhưng không bao giờ thoát ra được vì họ không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Nếu bạn có thể tổ chức tất cả các tù nhân lại với nhau và tìm đường thoát ra, bạn có thể làm được. Nhưng bản chất của những tù nhân này là như vậy, rất ít khi họ có tổ chức. Cho dù đó là trong nhà tù hay trong một đạo tràng, tất cả họ có tổ chức như một cơ thể và hoạt động như thế là rất hiếm. Vì vậy, sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ một người không có cùng giới hạn, một người không bị giam cầm trong chính mình, một người không bị giam cầm bởi cái lồng vật chất của cơ thể, một người tự do, loại giúp đỡ đó trở nên tất yếu và cần thiết. Đây là lý do tại sao các truyền thống khôn ngoan, đặc biệt là của phương Đông, luôn nhấn mạnh vào một guru đã giác ngộ, hoặc nếu đấng giác ngộ qua đời thì sẽ là một sát sang, hay có thể gọi là tăng đoàn, nơi mọi người đồng lòng như một. Mọi đấng giác ngộ trước khi ra đi luôn cố gắng tổ chức những hậu duệ của mình thành một nhóm. Những người không làm điều đó, khoảnh khắc họ ra đi, chính quá trình tâm linh đã mất đi sự liên quan của nó. Khi đấng giác ngộ ở đó, nó hoạt động. Khoảnh khắc đấng giác ngộ ra đi, chính quá trình tâm linh trở nên không liên quan, bởi vì họ không tổ chức được thành một cộng đồng mạnh mẽ. Khi đấng giác ngộ còn sống, tăng đoàn không quá quan trọng. Nhưng khi ông còn sống, nếu không có sự tổ chức cần thiết, thì sau khi ông ra đi, sẽ không thể tập hợp mọi người lại với nhau. Bây giờ, bạn đang bị mắc kẹt trong cơ chế mà bạn gọi là bản thân tôi, do chính bạn tạo ra. Bởi vì con người bạn hiện tại chỉ là ký ức của quá khứ. Tất cả mọi thứ mà bạn đang có ngay bây giờ chỉ là một ký ức. Cả ký ức và trí tưởng tượng đều không liên quan đến sự tồn tại. Chúng không đúng như thật. Chính vì lý do này mà trong nhiều thế kỷ, họ cứ khăng khăng rằng mọi thứ bạn đang trải qua ngay bây giờ, chính cuộc sống của bạn và chính sự tồn tại của bạn như một cá nhân là một giấc mơ, nó là maya, nó là một ảo tưởng. Nếu đó là maya, tại sao tôi lại đau khổ? Ngay bây giờ, cơ thể tôi đang đau nhức. Đó có phải là maya không? Đầu gối của tôi đang đau khi tôi ngồi ở đây ngay bây giờ. Đây có phải là maya không? Bạn phải hiểu điều này. Bất cứ điều gì bạn tin tưởng sẽ trở thành hiện thực của bạn. Nếu bạn đi vào rừng vào ban đêm và nếu bạn sợ rắn, chỉ cần nhìn thấy một cành cây khô nằm đó, bạn sẽ nghĩ đó là rắn hổ mang chúa.
Nó thường xảy ra như vậy. Dưới ánh trăng, nó trông giống như một con rắn hổ mang chúa. Và ai đó đằng sau bạn thở dài. Một số người luôn thở dài. Và bạn nghĩ con rắn cũng đang rít lên. Khoảnh khắc bạn nghĩ đó là một con rắn, toàn bộ cơ thể bạn phản ứng với điều đó. Bạn bắt đầu đổ mồ hôi. Bạn bắt đầu tê liệt, sợ hãi. Mọi thứ xảy ra như đang có một con rắn thực sự. Chỉ vì bạn tin rằng nó là như vậy. Nó không có ở đó, nhưng bạn tin nó là như vậy. Cho nên, đó là cách những gì bạn tin tưởng sẽ làm việc cho bạn. Giả sử bạn đi vào trong rừng và thực sự có một con rắn hổ mang chúa với đầu dựng lên. Nó có thể cao 1,8 mét. Bạn biết đấy, một con rắn hổ mang chúa có thể dựng cao từ 2 đến 2 mét mốt. Nó đang nhìn bạn như bữa tối. Nhưng bạn không biết. Trời tối quá, bạn không thể nhìn thấy nó. Mọi thứ đều ổn với bạn. Nó giống như một chuyến dã ngoại, phải không nào? Bởi vì bạn tin rằng nó là an toàn. Ngay bây giờ, bất cứ điều gì bạn tin sẽ trở thành hiện thực của bạn. Đống ấn tượng ký ức khổng lồ, phức tạp này đã được đưa vào, đã được điều khiển thành các hình dạng và hình thức khác nhau tùy theo suy nghĩ và cảm xúc của bạn, đã trở thành một nhà tù phức tạp như vậy. Tìm cách vượt qua nhà tù là không thể, bởi vì bạn bị điều khiển bởi nó. Bạn đã xây một nhà tù và nó không được xây dựng với mục đích giam cầm chính bạn. Nhà tù này được xây dựng với mục đích tự bảo tồn. Khi bạn xây dựng một bức tường để bảo vệ chính mình, những bức tường mà bạn xây dựng để tự bảo vệ mình cũng là những bức tường tự giam cầm. Chỉ cần một chút thời gian để nhận ra điều đó. Một khi bạn xây dựng bức tường này với sự kết hợp phức tạp của trí nhớ, trí tưởng tượng và cảm xúc có liên quan, thì chính phần mềm của bạn sẽ không có bàn đạp để vượt qua bức tường này. Bạn phải hiểu rằng, bạn thậm chí sẽ không đi và đập đầu vào tường vì phần mềm của bạn chỉ được thiết kế để chạy trong các bức tường, thậm chí không bao giờ đi và chạm vào tường. Trừ khi bạn trở nên đủ ý thức về những chiều ký ức nằm ở tầng vô thức trong ngân hàng ký ức của bạn, trừ khi bạn di chuyển đến không gian đó, bạn thậm chí còn không chạm vào bức tường. Phần mềm của bạn giữ cho bạn tốt trong không gian tường, thậm chí không bao giờ cần một nỗ lực. Trong nhà tù, bạn sẽ tìm kiếm tự do. Trong nhà tù, bạn tìm kiếm quyền lực, bạn tìm kiếm tự do. Bạn biết đấy, bên trong nhà tù có cả một vương quốc. Ai đó đang điều hành cả một vương quốc bên trong. Đó là ông chủ, người quản lý mọi thứ ở đó. Người cảm thấy mình như một vị vua trong nhà tù. Trong nhà tù, bạn có thể tìm kiếm một lượng quyền lực và tự do nhất định. Điều đó được cho phép, nhưng nếu bạn trở nên mạnh mẽ trong nhà tù, bạn thậm chí không cố gắng ra khỏi nhà tù. Một khao khát như vậy sẽ không đến. Những tù nhân bị kết án ở tù trong thời gian ngắn hạn sẽ không tham gia vào tất cả những điều này. Họ chỉ mong muốn được ra ngoài. Nhưng đối với những tù nhân ở đó suốt đời, họ biết không có lối thoát. Vì vậy, họ đang hình thành vương quốc bên trong. Dù sao thì họ cũng biết rằng họ sẽ ở trong tù đến hết đời. Vì vậy, từ đó họ đang cố gắng làm điều gì đó, tìm một ý nghĩa nào đó cho cuộc sống bị giam cầm. Cho nên, sự giúp đỡ từ bên ngoài không may trở nên cần thiết bởi vì nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, bạn thậm chí sẽ không nhận ra có một khả năng khác. Bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm tự do và sức mạnh từ bên trong không gian nhà tù. Và nhìn chung, hầu hết các nhà tù trên thế giới đều rất trật tự. Chúng được giữ gìn rất cẩn thận. Mọi người đều dậy đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ, mọi việc diễn ra đúng giờ. Đó là một sự sắp xếp rất trật tự, bởi vì đối với những người quản lý nhà tù, trật tự này là sự an toàn. Nếu có một khoảnh khắc mất trật tự, họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nhưng một nhà tù rất trật tự thì rất khó trốn thoát. Nếu bạn trở nên rất có tổ chức trong chính mình, bạn sẽ thấy rằng nhà tù trở nên rất khó phá vỡ. Một nhà tù rất có trật tự luôn là một nhà tù an toàn. Nhà tù càng an toàn, bạn càng xa tự do. Nó cần một chút hỗn loạn. Khi mọi thứ hỗn loạn, việc phá vỡ các bức tường sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu sự hỗn loạn vượt quá một điểm, nó sẽ trở nên không thể kiểm soát được.
Vì vậy, để duy trì sự cân bằng của một trật tự nhất định và một mức hỗn loạn nhất định, thì cần rất nhiều những quản lý phức tạp. Có một câu chuyện xảy ra như sau. Một bác sĩ phẫu thuật, một vị tướng và một chính trị gia, tất cả đều đã nghỉ hưu, gặp nhau trong quán cà phê của một câu lạc bộ chơi golf. Bác sĩ phẫu thuật không có dao mổ, vị tướng không có súng, chính trị gia không có quyền lực và nhân dân của mình. Họ vừa nói chuyện và bác sĩ phẫu thuật nói, trong tất cả các nghề trên thế giới, nghề bác sĩ phẫu thuật của tôi là nghề lâu đời nhất. Hai người kia hỏi, sao lại như vậy? Anh ta nói, bạn biết đấy, trước khi có Adam và Eva này, thì chỉ có Adam và một chiếc xương sườn của Adam bị lấy ra. Từ chiếc xương sườn đó, Eva đã được tạo ra. Ai khác ngoài một bác sĩ phẫu thuật vĩ đại có thể làm điều đó. Vì vậy, nó là nghề lâu đời nhất. Vị tướng nói, không, không, bạn đang thiếu một điểm. Trước cả khi Adam đến, bạn có nhớ không? Người ta nói rằng có sự hỗn loạn và trật tự đã được thiết lập. Ai khác ngoài một người lính giỏi có thể mang lại trật tự cho một tình huống như vậy. Công việc của người lính là điều đầu tiên trong sự sáng tạo này. Chính trị gia cười khúc khích và nói, tất cả đều ổn, nhưng ai đã tạo ra sự hỗn loạn đó? Vì vậy, quản lý sự hỗn loạn vừa đủ để hệ thống của bạn không trở nên quá trật tự và nhà tù không trở nên quá mạnh đến mức không thể bị phá vỡ. Điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi những người không ở trong nhà tù. Một người đang ở trong tù không thể làm điều đó. Nếu anh ta tạo ra hỗn loạn, anh ta sẽ tạo ra hỗn loạn hoàn toàn có tính hủy diệt. Chỉ ai đó không bị kết án mới có thể tạo ra một thứ như vậy. Chính vì điều này mà các truyền thống luôn nhấn mạnh vào một guru còn sống. Và ở những tình huống thuận lợi, những guru này yêu cầu từ bỏ hoàn toàn. Nơi nào không thuận lợi, họ nói những triết lý phức tạp. Krishna đã thẳng thắn nói, bạn phải khuất phục trước, không còn cách nào khác. Ông ấy chưa bao giờ sợ hãi, chưa bao giờ ông ấy nghĩ ai đó có thể nghĩ rằng ông là người tự cho mình là trung tâm. Việc nói rằng tôi là tất cả, mọi người phải khuất phục trước tôi là một lời tuyên bố rất nguy hiểm trong thế giới ngày nay. Nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Ông sống trong một hoàn cảnh mà ông có thể nói một cách đơn giản. Tôi là tất cả, bạn phải khuất phục trước tôi, không còn cách nào khác. Trong thời gian gần đây, chúng ta không có quyền tự do để nói những điều như vậy. Bạn phải thêu dệt xung quanh trước khi bạn đưa mọi người đến phát biểu như vậy. Ở đây, trong nền văn hóa này, mọi người đã được huấn luyện để cúi đầu. Ngay từ thời thơ ấu của chúng, bất cứ nơi nào bạn đưa con đến, chúng đều được dạy. Điều đầu tiên là cúi đầu. Bất kỳ người già nào con nhìn thấy, trước tiên hãy cúi xuống, chạm vào chân họ. Vì cả nền văn hóa, cả dân tộc một thời sống với mục đích duy nhất là giải thoát tối hậu. Toàn thể dân chúng trong xứ này đã hoàn toàn hồi hướng cho sự giải thoát tối thượng. Mukti là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời họ. Do đó, nền văn hóa đã đào tạo mọi người ngay từ thời thơ ấu của họ để không làm quá nhiều điều về bản thân, chỉ cần cúi đầu trước mọi thứ mà bạn nhìn thấy. Như vậy, mọi thứ đã được đào tạo để việc cúi đầu trở nên tự nhiên, nhưng chúng tôi được học tiếng Anh và việc cúi đầu trở nên rất khó khăn, bởi vì ở phương Tây, người ta luôn dạy rằng đừng bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, bạn đứng thẳng dậy, đừng bao giờ cúi đầu, bởi vì cúi đầu được coi là một điểm yếu. Khuất phục là điều không tưởng. Điều kinh khủng nhất mà bạn có thể làm là khuất phục. Họ không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của sự khuất phục, của việc cúi đầu. Rơi vào lưới tình. Rơi vào, trở thành một điều tiêu cực. Cúi đầu trở thành một điều tiêu cực. Khuất phục đã trở thành một điều tiêu cực. Bằng cách này, nhân loại đã từ bỏ khía cạnh đẹp nhất trong chính họ. Họ đã đầu hàng vẻ đẹp của cuộc sống cho cái bản ngã thô thiển. Bản ngã được tôn thờ. Chính ý tưởng rằng bạn cần ai đó thoát ra khỏi những hạn chế của mình đã trở nên không thể chấp nhận được. Cùng với đó, có thể mất một thời gian rất dài để thậm chí nhận ra rằng có một khả năng vượt ra ngoài cách bạn tồn tại ngay bây giờ.
Nếu một người tôn vinh cái tôi của họ như sức mạnh, nếu một người không hiểu những hạn chế trong sự tồn tại của mình, nếu một người tin rằng mình là tất cả, hoặc nếu một người không muốn được giúp đỡ vì đó được coi là điểm yếu, thì thậm chí việc nhận ra là có một khả năng cũng sẽ mất một thời gian rất dài. Nếu một loại giác quan khác không thuộc năm giác quan phát sinh trong bạn, trước hết bạn phải hiểu những giới hạn của năm giác quan. Có một lần, người vợ trẻ chia sẻ với một người bạn rằng, hình như chồng tôi có giác quan thứ 6. Bạn của cô ấy hỏi, làm sao cậu biết điều này? Cô ấy nói, bởi vì rõ ràng là anh ấy không có 5, vì vậy anh ấy phải có giác quan thứ 6. Ngay bây giờ, nếu bạn chỉ đơn giản ngồi đây, chỉ là sự hiện diện của cái đang ở đây, đột nhiên có cái gì đó đang đấu tranh để vượt ra ngoài vật chất. Điều đó khiến một số người ồn ào, khiến một số người không thể ngồi yên một chỗ, khiến một số người giống như máy lau sàn nhà. Các biểu hiện khác nhau, nhưng về cơ bản, những gì đang xảy ra là một cái gì đó vượt ra ngoài vật chất, không thích những giới hạn vật chất. Nhưng, ngay cả khi điều này xảy ra, tôi muốn bạn hiểu, nó đã xảy ra với sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu không, cuộc sống này sẽ tiếp diễn mà không bao giờ biết bất cứ điều gì như thế. Chỉ là những ý tưởng và những câu chuyện. Những ý tưởng và những câu chuyện không phải là sự biến đổi. Chúng chỉ tạo ra giấc mơ. Và giấc mơ còn thực hơn thực tại. Giả sử bạn đang ngủ say và nằm mơ, và bạn nghĩ rằng một con voi đã vào phòng ngủ của bạn. Bạn sợ hãi, và vì sợ hãi mà bạn thức dậy, và không có con voi nào. Dù không có voi, bạn vẫn đổ mồ hôi, bạn sẽ hồi hộp, bạn sẽ trải qua mọi thứ như thể có chuyện gì đó đã xảy ra với bạn. Khi bạn tỉnh dậy, bạn biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng bạn vẫn sợ hãi. Khi chúng ta nói về một giấc mơ, đừng xem nhẹ nó. Một giấc mơ có sức ảnh hưởng lớn hơn thực tế đối với hầu hết mọi người. Vì vậy, cái bẫy của một giấc mơ không phải là một cái bẫy đơn giản. Đó là một cái bẫy rất mạnh mẽ, tự tạo ra. Đặc biệt bởi vì nó là tự tạo, bạn không có cách nào để phá vỡ nó. Đối với những gì bạn đã tạo ra, có một cảm giác gắn bó và thích thú nhất định với nó. Bạn không thể phá vỡ nó. Có bao giờ bạn thấy, ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình, có những thứ nhỏ nhặt ngớ ngẩn nằm trong ngăn kéo của bạn. Bạn biết là vô ích, nhưng lại không nỡ vứt đi. Ngay cả khi nó gây ra rắc rối nào đó, bạn cũng không thể vứt nó đi vì nó đã ở đó quá lâu. Có một cảm giác gắn bó nhất định với nó. Vì vậy, rất khó để phá vỡ những gì bạn tạo ra. Nó cần sự rõ ràng về nhận thức hoặc nó cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu không, nó có thể mất một thời gian rất dài. Và khi tôi nói thời gian rất dài, tôi không nói về số 5. Nó có thể mất một thời gian rất, rất dài. Hỏi sự trợ giúp từ bên ngoài, hoặc thậm chí nếu nó không được hỏi, cho phép sự trợ giúp từ bên ngoài, cần một sự tử tế, cần một sự khiêm tốn nhất định. Nếu không, bạn không thể cho phép sự trợ giúp từ bên ngoài. Rất nhiều người không thể nhận được một cái gì đó một cách tử tế. Đạo đức xã hội luôn dạy bạn rằng, cho là quan trọng, lấy thì không quan trọng. Vâng, lấy không quan trọng, lấy là cái gì đó xấu xí, nhưng nhận được là rất quan trọng. Trên thực tế, tất cả những gì đáng giá trong cuộc sống của bạn, bạn đang nhận được. Tôi chỉ muốn bạn nhìn vào bất kỳ khía cạnh nào của nó. Bây giờ, bộ quần áo mà bạn đang mặc, để tấm vải này được đặt ở đây ngay bây giờ, bạn có biết có bao nhiêu thứ và bao nhiêu người tham gia vào việc vận chuyển đến đây không? Ai đó đã gieo một hạt bông, rồi cái cây đó lớn lên. 1 triệu sinh vật đã tham gia vào việc làm cho cái cây này lớn lên. Và sau đó là bông, bạn biết đấy. Toàn bộ quy trình từ tỉa hạt, kéo sợi, dệt vải, mọi thứ. Bạn có biết bao nhiêu người không? Sau đó là tấm vải, rồi người sản xuất, người bán, người đại diện và mọi người khác. Và bây giờ nó ở đây, đang ngồi ở đây. Có bao nhiêu ngàn người tham gia vào chỉ mảnh vải này đang nằm trên cơ thể bạn ngay bây giờ. Thức ăn mà bạn đã ăn, để nó đi vào hệ thống của bạn. Bao nhiêu người
và bao nhiêu cuộc đời khác nhau đã tham gia vào việc biến điều này thành hiện thực. Bạn không thể tự mình làm tất cả những việc này, phải không nào? Nếu bạn hiểu điều này, và nếu bạn nhận được điều này một cách tử tế, bạn sẽ tràn ngập lòng biết ơn. Nếu lòng biết ơn trở thành hơi thở cuộc sống của bạn, bạn cũng sẽ trở nên rất dễ tiếp thu. Khi bạn biết ơn, bạn rất dễ tiếp thu, không phải là một sự biết ơn được vun đắp. Bạn thấy đấy, mọi người luôn nói với bạn hai từ kỳ diệu, đó là cảm ơn. Lòng biết ơn xảy ra với bạn khi bạn bị choáng ngợp bởi một cái gì đó hoặc ai đó. Giả sử bạn đang rất đói và bạn nghĩ mình sắp chết. Ai đó cho bạn một mẩu bánh mì, bây giờ bạn sẽ rơi nước mắt biết ơn. Nhưng nếu họ cho bạn một ổ bánh mì vào một thời điểm nào đó khi bạn không đói, điều đó sẽ không có ý nghĩa gì nhiều đối với bạn. Nhưng tại thời điểm bạn sắp chết đói, miếng bánh mì đó, khi bạn nhìn vào người đã đưa miếng bánh mì cho bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn vì bạn bị choáng ngợp bởi trải nghiệm đó. Với mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, một mảnh vải, một mẩu bánh mì hay một mẩu thức ăn, cần những gì để nó được tạo ra và đáp xuống đĩa của bạn và xâm nhập vào cơ thể bạn. Nếu bạn nhận ra có bao nhiêu sự tham gia để làm cho một khía cạnh duy nhất của cuộc sống của bạn xảy ra, lòng biết ơn sẽ sinh khởi. Nếu bạn thấy, từ vi sinh vật cho đến con người, có biết bao nhiêu sự sống đang tham gia vào việc tạo ra những điều đang xảy ra cho bạn trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Nếu bạn ý thức được điều đó, nếu bạn mở mắt ra và nhìn nó một cách đúng đắn, bạn sẽ choáng ngợp lòng biết ơn vì bạn không bao giờ có thể làm điều này một mình. Nếu bạn tràn ngập lòng biết ơn, bạn đang ở trong một khả năng tiếp thu cực kỳ tốt. Lòng biết ơn cũng là một trạng thái bằng lòng. Khi bạn biết ơn, bạn sẽ cúi đầu một cách rất tự nhiên, không ai phải nói với bạn. Tôi không biết bạn có để ý điều này không? Ngay cả khi ai đó không thuộc văn hóa phương Đông, ngay cả khi việc cúi chào hoàn toàn không phải là một phần văn hóa của họ, thì khi họ biết ơn, họ sẽ đứng hơi cúi xuống. Bạn có nhận thấy điều này không? Họ sẽ không đứng thẳng như thế này. Khi họ tràn đầy lòng biết ơn, sẽ có một nhu cầu muốn cúi đầu xuống. Nếu lòng biết ơn xảy ra như bước đầu tiên, thì sự bằng lòng, nhu cầu muốn cúi đầu sẽ tự nhiên xảy ra.